Cụ thể, Tesla sẽ thu hồi hơn 362.000 xe hơi ở Mỹ. Các mẫu xe bị ảnh hưởng bao gồm Model S, Model X đời 2016 tới 2023, Model 3 từ năm 2017 tới năm 2023 và Model Y đời từ năm 2020 tới 2023. Theo Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường bộ Cao tốc Quốc gia Mỹ, phần mềm FSD của Tesla cho phép xe hơi vượt quá giới hạn về tốc độ hoặc đi qua các giao lộ một cách bất hợp pháp hoặc không thể đoán trước sẽ làm tăng nguy cơ tai nạn. Nhà sản xuất xe điện nói rằng họ không có thông tin về bất kỳ trường hợp thương tích hoặc tử vong nào có thể liên quan đến vấn đề thu hồi. Tuy nhiên, Tesla nói rằng đã nhận được 18 yêu cầu bảo hành từ khách hàng. Sau thông tin này, giá cổ phiếu Tesla giảm sâu 5,69% kết phiên giao dịch 16 tháng 2.